Chơi game vô bổ tốn thời gian, chỉ có bọn tâm lý bất ổn hay cắm mặt vào game. Oan uổng quá bao đại nhân ơi, game không có lỗi, lỗi ở người chơi game thôi. Bọn trẻ chúng mình quá hiểu cái điều đấy, nhưng mà người lớn dường như vẫn chưa thèm ghi nhận thì phải. Làm tớ nhớ hồi còn đi học học tiết tiếng Pháp, lúc làm bài viết lúc nào cũng phải viết về tác hại của game, trong khi cái mà mình muốn trình bày là chơi game awesome như thế nào. Chẳng qua hồi đấy vốn từ nghèo nàn, bị giáo viên dắt mũi xây dựng luận điểm như thế nào thì mình ghi lại như thế thôi, học như một con vẹt luôn. Ôi, có một tuổi thơ rối lòng về tình cảm dành cho game. Cái này phải gọi là tội ác của truyền thông, tại vì tớ đảm bảo hầu hết những ai chơi bài game toàn là những người chưa bao giờ chơi game. Thế mà dám kết luận là nó có hại. Ai bảo báo chí toàn đưa mấy cái tin bỏ học ra hàng nét, đánh đập cấp tiền phụ huynh để nạp game. Thế là làm các vị bố lão nghiễm nhiên buộc tội game là thứ độc hại. Nói thế chứ bố tớ là một người đặc biệt có thú chơi game di động, còn chăm hơn cả tớ. Hồi xưa ấy, cái người duy nhất trong nhà có cái điện thoại Siemens là mẹ tớ. Thế là tớ với cả bố tớ còn dành nhau để chơi cái trò đẩy gỗ trên cái màn hình đơn sắc đấy cơ. Chả bù cho bây giờ đâu, sở hữu một cái game di động quá đơn giản khi mà ai cũng dùng smartphone. Chỉ cần lên store, search game, cài đặt. Nãy giờ nói linh ta linh tinh quân vào ý chính. Thế tóm lại, chơi game có lợi như thế nào? Nếu bảo chơi game để luyện phản xạ, luyện mắt, luyện tư duy thì thôi bỏ qua đi. Bỏ qua không phải vì nó sai mà là vì nó đúng một cách vừa cơ bản vừa vĩ mô quá rồi, khỏi cần bàn lại, ok? Game có những lợi ích trực quan và thực tiễn hơn nhiều. Nếu cậu là một đứa ít giao tiếp, không có nhiều mối quan hệ để chat chít qua ngày, hoặc chí ít là cái thể loại đến 3G cũng không thèm dùng, thì cái việc tích trữ game ở trong điện thoại là một điều nên làm. Tại sao? Vì khi chơi game ấy, trông cậu sẽ cực kỳ bận rộn và chả ai dám làm phiền cậu cả, trừ những đứa vô duyên. Thế là đỡ phải giao tiếp với loài người. Thứ hai, trông cậu sẽ nguy hiểm hơn khi mà chơi mấy cái game phải tư duy. Đã chứng kiến khi mà đi cùng sếp ra ngoài, sếp giữ khư khư cái điện thoại xong rồi bấm bấm, mặt sóng gió tưởng là đang gửi mail cho khách, hóa ra là đang chơi game. Thứ ba, thậm chí cậu trông có thể nguy hiểm ngay từ cái lúc chọn chế độ chơi. Put the joy của 81, draw lines, block box, click burst one, color flow, quick shoot, one line, block crush, Tetris. Chơi trò nào đủ độ nguy hiểm đấy các ông? Tetris là xếp hình biết rồi, phải lên tận level 25 mới mở được, thôi bỏ qua. Ngoài cái đó ra thì block crush, one line cũng thế, chỉ có thể chọn một trong năm trò đầu thôi. Mà có chắc chơi trò gì thì quan trọng không nhỉ? Quan trọng là thần thái, cử chỉ thôi. Tay này khoanh vào này, tay này vuốt cầm này, trán thì phải nhăn này, mày thì phải nhíu này. Trò nào cũng thế, kiểu gì nhìn trông chẳng nguy hiểm. Yeah. Thứ tư, game có giá trị giết thời gian cực cao, đặc biệt tiện lợi chơi cả trong những cái lúc bất tiện nhất. Đừng ghét video quảng cáo hiện ra lúc mà đang chơi dở game. Các cậu mà ghét thì cái vlog này của tớ cũng chả đáng yêu gì đâu. Bình tĩnh. So với cái việc bỏ tiền ra để chặn quảng cáo với cái việc xem video quảng cáo để nhận thêm xu hoặc là mạng ở trong game, cái nào có lợi hơn? Tóm lại, chơi game đem lại nhiều lợi ích thực tiễn hơn mình tưởng, chứ không chỉ đơn thuần là giải trí. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tạo ra thần thái nguy hiểm cho bản thân thôi.